Buổi họp mặt ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến quý vị đại biểu, các cô giáo và các bậc phụ huynh ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất và chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay được diễn ra thật ý nghĩa và thành công. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các cô giáo, hôm nay trong không khí phấn khởi, háo hức của cả nước, trường mầm non thị trấn Đồi Ngô số 1 long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây là dịp để chúng ta tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, những người không quản khó khăn, gian lao vất vả, đã miệt mài chắp cánh tri thức cho biết bao thế hệ học trò. Chúng ta là những người hiểu rõ nhất những khó khăn vất vả của một nhà giáo, những người đã mở đường cho tương lai của các học trò và cũng là những người đang ươm mầm cho đất nước Việt Nam. Dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tâm hồn chúng tôi vẫn rộn ràng, tha thiết và tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Hôm nay, trong không khí hân hoan, các cô giáo của trường mầm non thị trấn Đồi Ngô số 1 xin được mang đến đây những lời ca, tiếng hát và đây sẽ là món quà ý nghĩa để dành tặng cho các cô giáo, những người đã và đang đứng trên con đò tri thức mang tên Mầm non Đồi Ngô số 1 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Và ngay sau đây, mở đầu chương trình, xin mời quý vị đại biểu cùng các cô giáo sẽ đến với giọng ca của cô giáo Thu Thủy với bài hát Thăm Lại Trường Xưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bao nhiêu năm rồi tôi trở về đây, trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thua ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phường già về hơn khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá. Những chuyến đò chờ thời gian vội vã, xin một lần bên sông xưa. Xin một lần về lại tuổi ngây thơ, anh vẫn bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng. Năm tháng trôi theo nghĩa tiếng số lặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Bên nhau khi tóc đã điểm bạc, vẫn cứ nhớ về chàng giáo an ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi tôi trở về đây, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi con tim vẫn gọi, mai trường xưa yêu sâu suốt một đời. Nhiều năm rồi tôi trở về đây, thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thua ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phường già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá. Những chuyến đò chờ thời gian một lần thăm lại bên sông xưa. Xin một lần về lại tuổi ngây thơ, anh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng. Năm tháng trôi theo nghĩa tình sâu lặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Bên nhau khi tóc đã điểm bạc,
Chưa bao giờ là dễ dàng. Dẫu biết con đường dẫn đến thành công luôn đầy rẫy những khó khăn, thử thách, nhưng chỉ cần chúng ta nỗ lực thì không có gì là không thể. Từ ước mơ của những em nhỏ vùng cao chỉ mong muốn có một bữa ăn no đủ, hay mong được điểm đến con chữ để cuộc sống được ấm no hơn. Vậy ước mơ của cô giáo ngồi đây là gì? Và tôi tin chắc rằng tất cả các cô giáo ngồi đây đều mang trong mình một ước mơ chung, đó là mong muốn làm sao cho những thế hệ tương lai của đất nước được phát triển toàn diện và hạnh phúc. Và ngay sau đây sẽ là thông điệp mà các cô giáo của trường mầm non thị trấn Đồi Ngô số 1 muốn nhắn đến qua tiết mục Đi giữa trời rực rỡ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất cảm ơn một tiết mục vô cùng sôi động và mang nhiều ý nghĩa của các cô giáo. Và để tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là tam ca nữ với giọng ca của cô giáo Ngọc Lan, Thu Thủy, Ngọc Ánh với bài hát Nhớ ơn thầy cô. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhưng có những lời ca tiếng hát chỉ nghe một lần thôi mà chúng ta có thể nhớ mãi, bởi âm hưởng ấy cứ ngân vang mãi trong ta, thôi thúc ta viết lên những giai điệu đẹp của cuộc sống, khơi gợi những ước mơ đẹp nhất từ sâu thẳm tâm hồn. Bài ca Người giáo viên nhân dân của nhạc sĩ Hoàn Vân sẽ thay cho lời chúc tốt đẹp của
trường của các cô giáo trường mầm non thị trấn Đồi Ngô số 1 gửi đến những người thầy, người cô đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ngay sau đây sẽ là tiết mục top ca với bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024 đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, các cô giáo của trường mầm non thị trấn Đồi Ngô số 1 sức khỏe và thành công và mãi giữ được lửa trong sự nghiệp chồng người. Xin chân thành cảm ơn.